Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Như các bạn đã xem ở trong tập trước thì Sammy phù thủy đã dùng phép thuật để biến một em cá con trở thành một con người. Và đó là một em bé vô cùng đáng yêu và dễ thương, nên Phong Cận đã quyết định nhận nuôi em bé này. Liệu trong tập này sẽ có điều gì thú vị xảy ra hay không? Mời các bạn đón xem. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Rồi ok, bây giờ hai người đã sẵn sàng chưa? Em bé Phong Cận đã sẵn sàng chưa nè con? Hả, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi Sammy sẵn sàng chưa Sam? Đã sẵn sàng. Ok rồi, bây giờ nha, tôi đếm từ 1 đến 3 nè. Hai người sẽ cùng nhau quay lại đằng sau lưng nha. Tôi có một món quà rất là bất ngờ dành cho hai người luôn. Đây, chuẩn bị nha. Rồi rồi rồi. Ok, 1, 2, 3, quay lại. Tên. Wow, ôi, đẹp dữ vậy. Đây, nhìn thích không? Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là một cái khu vui chơi mà mình mới vừa xây ra cho em bé Phong Cận nè các bạn ơi. Bạn thấy không? Đấy, rất là đẹp luôn nha. Thì ở đây bạn coi nè, chỗ này nè, nó có xích đu nè. Đấy, chỗ này thì có gọi là cầu trượt nè. Đấy, bên đây thì có thêm mấy cái chỗ để mình leo trèo nè, để cho tăng thêm sức khỏe cho em bé, thấy không? Đấy, à quên, chỗ này còn có thêm chỗ cho bóng rổ nè. Nè, coi ba nè. Hey. Trời ơi trời, cái bắp trời trời, để nhìn okay. Con chơi nè. Thử đi. Ok, 3, 2, 1, hey. Trời ơi, không vô luôn, trời ơi. Đến tôi, đó. Rồi ok, bây giờ Sammy thử gọi là quăng bóng vào rổ coi, thử coi. Đến tôi nè, quăng bóng vào rổ phải lấy đà, đúng không? Ông lấy đà làm sao mà làm được đúng không? Rồi ok, đâu, thử coi. 1 nè, 2 nè, 3. Cái gì vậy? Đây. Trời ơi. Trời như vậy là chơi ăn gian rồi bạn ơi. Sammy chơi vậy là chơi ăn gian rồi bạn ơi. Trời ơi là trời, chơi vậy không được nha. Ok. Nhìn kìa, thấy không? Kìa, ba nhìn kìa, em bé cá con nó lắc đầu kìa. Thấy không? Trời ơi, đất ơi. Đúng cái gì mà đúng. Mình chơi á là mình phải đứng dưới đây nè, mình chọi vô rổ, thấy không? Chứ ai cho mà bắt mà lóc lên mà chọi vô. Trời là trời, chơi vậy là ăn gian rồi. Ok, đó mấy bạn ơi, bạn thấy không? Ở chỗ này có nguyên một cái khu vui chơi rồi, rất là đẹp dành cho em bé luôn. Các bạn thấy mình thương em bé cá con đó bạn. Đấy, như đây chưa đủ nha, còn cái này bất ngờ hơn nữa nè. Sam biết là gì không? Đâu, cho tôi xem coi. Nè, em bé cá con, bây giờ đi theo ba, vô đây. Đi theo ba nè, vô đây. Đấy, trong đây nè, tôi có chuẩn bị một cái điều này bất ngờ hơn luôn nè. Coi nè nha, vô đây. Nè, lên trên lầu. Như anh em cũng đã biết thì trong những tập đầu tiên thì chắc mấy bạn cũng biết rằng đây chính là phòng ngủ của Sammy đúng không? Đấy, nhưng mà em bé cá con thì chưa có phòng ngủ. Đấy, cho nên là bây giờ mình đã quyết định, mình đã xây cho em bé cá con một cái phòng ngủ rất là đẹp luôn. Đây đây, đi theo ba. Đi theo ba. Có phòng riêng luôn hả? Trời xịn sò vậy. Đúng rồi, có phòng riêng luôn chứ. Nè, nè chuẩn bị nha. Bây giờ đếm 1 2 3, em bé cá con mở phòng ra nha. Ok. 1 2 3. Mở ra. Ta-da-da-da-da-da-da. Wow, thấy không, quá trời đồ chơi hôm nay luôn nè. Có bong bóng này nha, có hồ cá nè, có nguyên cá bên trong nè. Đấy, bên đây thì có thêm rất là nhiều đồ chơi đó, có nguyên thùng đồ chơi luôn. Nguyên một thùng đồ chơi luôn. Cho tôi hỏi nè Phong. Hả? Cái này là cái gì vậy? Cái xe đẩy này là cái gì vậy? Cái này là cái nôi cho em bé đó, bà không biết cái nôi cho em bé hả? Ủa mà sao nhét được không? Nhìn ừ ha, em bé cá con nó to. Không có lồng sai không vậy? Em không có lồng sai cho sơ sinh đâu vậy? Trời ơi, tính ra thôi cứ để trang trí ha, không sao hết. Em bé cá con giờ nó cũng mập quá bạn ơi, riết rồi mập y như mình luôn, nó chui cái ghế không được luôn. Ấy da, mập luôn kìa, che người ta mập người ta mụn mụn vậy luôn. Hổn nha, không được đánh bay nghe chưa? Không được đánh bay vậy là hổn nghe chưa? Ok rồi nè, chỗ này nè, đây là coi nè, chỗ này nè có thêm cả gọi là gì ta? Đồ chơi nè. Rồi chỗ này, ở cái chỗ này có mấy cái bức tranh mà bé cá con trước bé cá con vẽ nè, cho nên ba cũng bỏ ở đây luôn đấy. Trời ơi, đúng là ba Phong Cận vô cùng gọi là thương yêu con của mình luôn bạn ơi. Đấy, ok. Ai là tôi sao? Ông ta
tặng quà cho em bé, tặng quà cho tôi đi. Ông tặng quá trời quà cho người ta, cho tôi đi. Bà hả? Bà giờ tôi tặng cho bà nhiều quà, tôi xây lại ngôi nhà cho bà thành màu hồng đẹp ơi là đẹp luôn, còn đòi quà gì nữa trời ơi. Tôi muốn được tặng quà cơ, không chịu, không chịu, không chịu. Mệt quá, tào lao. Thôi bây giờ thế này đi, bây giờ tôi ra ngoài tiệm bánh á, tôi mua ít bánh, hai người ở nhà nha. Rồi ok ok, đi sớm về sớm nha. Rồi ok, tôi đi đây, tạm biệt. Hey, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy gọi là cái món quà hôm nay mình tặng cho gọi là em bé cá con á bạn. Mấy bạn thấy món quà này có đặc biệt không? Nó nguyên một cái căn phòng chứa đầy đồ chơi luôn, quá thích luôn. Ok, để coi coi hôm nay tiệm bánh có gì ngon không ta, để xem coi. Ui, có bánh quy nữa bạn ơi. Bên này thì có thêm bắp rainbow nè. Ở có món bánh pizza mình rất là thích luôn. Ok, anh chủ quán ơi, hôm nay á, anh hãy lấy cho em tất cả những món nào ngon nhất thôi, mà em nghĩ quán anh còn có 3 món này cho nên em lấy luôn 3 món luôn. Ok, 1 món nè. Rồi nè, 2 món nè. Ok, lấy luôn cái này luôn là 3 món. Ok, rồi nè. Em gọi là 3 món này chỉ có 3 vàng thôi, nhưng mà thôi em bo cho anh thêm 2 vàng nè. Đó, cảm ơn anh nha. Nếu mốt nhớ làm nhiều bánh ngon ngon xíu bán cho em nha anh. Ok bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang bánh này về cho gọi là bé cá con với lại Sammy nha bạn nha. Là lớn lên lên lên. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ủa. Có gì bên kia vậy? Ủa. Cái gì heo? Ai lại để cái nồi ở trước nhà mình vậy ta? Ủa the heo? Ủa còn cái gì đây? Còn con gì đây? Ủa hình như là em bé bạn ơi. Bé ơi. Bé. Oh my god, là một bé gái. Trời là trời, tự nhiên không có người nào đem em bé để ở trước nhà mình vậy ta? Cái gì kỳ vậy? Ủa bé ơi, con là con nhà ai vậy? Sao con bị bỏ rơi ở chỗ này vậy? Ủa tội nghiệp quá. Ủa mà khoan từ, hình như là em bé này còn nhỏ quá chưa biết nói bạn ơi. Ủa trời, tội nghiệp quá. Sam ơi. Sammy ơi, trời ơi trời, chết rồi, tự nhiên ai để em bé trước nhà mình vậy ta? Sammy ơi, bà đâu rồi? Sammy ơi. Này chờ xíu tôi xuống liền. Xuống đây nhanh lên, trời ơi, có biến rồi, trời ơi. Ủa gì vậy? Hello Phong. Trời ơi, bà coi nè, nhìn nè. Cái gì vậy? Ủa gì vậy Phong? Hả? Ông mua em bé cá con chưa đủ ông còn nhận thêm bé mới hả? What? Trời đất ơi là trời. Bà bị gì vậy? Tôi làm gì nuôi thêm em bé mới? Tự nhiên không, tôi về nhà cái tôi thấy có em bé này ở trước nhà mình luôn. Tôi không biết em bé này là con của ai hết trơn á. Ủa mà khoan, có khi nào bà dùng phép thuật, bà phù phép biến cho một cái con gì á, biến thành con người nữa không vậy? Nói. Đâu, nghĩ sao vậy? Tôi đâu có rảnh đâu ông nội. Trời đất ơi trời. Ủa cái gì kỳ ta? Rõ ràng là mình nhớ là chỉ có mỗi mình bé cá con là được biến từ con cá trở thành con người thôi à, chứ làm gì có em bé nào khác nữa. Ủa gì kỳ vậy? Ủa vậy này là con của ai trời? Trời ơi trời, giờ tính sao nhìn, Sam? Nhìn giống con người quá à, không biết phải con người không vậy? Trời, thì là con người chứ còn gì nữa. Bà coi nè, em bé này nè, có tay nè, có chân đàng hoàng luôn. Cái này là con người chứ còn gì nữa. Giờ sao mấy bạn? Giờ mình không biết tính sao luôn giờ các bạn ơi. Chẳng lẽ giờ bỏ em bé ngoài đây giờ? Đúng rồi, bây giờ trời đang rất là lạnh luôn, không thể nào mà để em bé ở ngoài đây được. Em ơi, em có thấy lạnh không? Hả? Có thấy lạnh không? Lạnh đúng không? Tội nghiệp quá à. Trời trời, mà còn là con gái nữa chứ. Ai... Thôi các bạn ơi, bây giờ mình nghĩ thế này nè các bạn. Bây giờ á, mình thì mình lỡ nuôi một em bé nam rồi, đó chính là bé cá con rồi. Thì bây giờ thôi, mình nuôi thêm một em bé gái nữa cũng được. Nói chung là nuôi tạm thời thôi, để khi nào mà tìm ra được bố mẹ của em bé này á, thì mình sẽ trả lại cho bố mẹ của em bé này nha. Tự nhiên không bỏ trước nhà mình, nhà của mình chứ không phải là cái nhà trẻ đâu, mà tự nhiên để em bé tùm lum ở trước nhà. Tội nghiệp em bé quá. Thôi rồi bé ơi, từ nay là anh chị sẽ nhận nuôi em nha, được không? Chịu không? Chịu không? Chịu đúng không? Rồi ok, thôi được rồi. Thôi Sam, bây giờ bọn mình sắp xếp chỗ cho em bé này ở đi Sam. Được không vợ? Phòng mình được cái phòng à, sắp xếp sao đây? Được chứ, đi. Bây giờ bọn mình đưa em bé này ở chung với bé cá con rồi được. Đi vô đây. Đi đây con ơi, vô đây. Hey, không biết em bé cá con đầu ta, hôm nay mình sẽ giới thiệu em bé mới này cho bé cá con. Ủa nó đâu có tiêu rồi ta? Ủa, không có trong phòng các bạn ơi. À vậy chắc là ở trên lầu rồi, đi lên lầu. Này nè, đi theo anh, nhanh lên. Đấy, lên đây, ngoan, thương lên đây này. Bé cá con ơi đâu rồi? Trời, cái gì vậy? Trời ơi là trời các bạn ơi. Mới bay lớn mà bây giờ còn ngồi chơi game nữa nè nha. Còn nhỏ không được chơi máy tính nghe chưa? Hư mắt nghe chưa? Nghe chưa? Nè, bé cá con hôm nay ba nói cho con nè, ba mới vừa kiếm cho con một người em gái. Đấy, một người em gái rất là dễ thương luôn. Từ nay là con có bạn rồi nha. Đâu rồi ta? Ủa Sam, đâu rồi? Ủa đây nè. Con ơi, vào đây con ơi. Trời ơi, vô đây con ơi, có gì đâu mà ngại. Đi vô. Đi vô. Mà, tất nhiên rồi. Đây, xin giới thiệu với bé cá con. Đây chính là bé ủa, bé gì giờ ta? Mình quên, mình chưa đặt tên rồi. Trời ơi trời. Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn nghĩ rằng là mình nên đặt tên cho bé gái này tên là gì đây? Mình không biết đặt tên là gì hết trơn bạn ơi. Mấy bạn có cái tên nào hay không? Hãy nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Thôi, chắc bây giờ mình tạm thời mình cứ gọi là em bé đi các bạn, chứ mình chưa biết đặt tên là gì hết. Mấy bạn nhớ gọi là cho mình cái tên nào hay hay nha các bạn nha. Ok.
Ây, làm gì nhìn nhau vậy? Ui, cái gì vậy? Nè nha, không có được đánh nhau nghe chưa? Không được đánh nhau nghe chưa? Đánh nhau là ba. Trời, xong rồi thiệt luôn. Mình đứng lại. Nè, ngoan. Nè, ngoan à. Cái tên ba đánh đòn không? Hả? Cái tên tí nữa ba lấy cái cây ba đánh đòn không? Hả? Trời ơi trời, khóc lóc cái gì? Nè, ôi khóc luôn rồi. Trời ơi trời. Trời ơi trời, tại sao con dám đánh bạn hả? 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 Có lì không? Lần sau không được đánh bạn nghe chưa? Trời ơi trời. Rồi xong khóc mất tiêu luôn rồi nè các bạn ơi. Ôi thương nè, nín nè. Trời ơi, nín nè, không khóc nè. Trời ơi. Thấy không? Quýnh bạn khóc luôn kìa, thấy không? Cúi đầu cái gì nữa, làm như là gọi là tội nghiệp lắm nha. Quýnh bạn cho đã xong rồi còn cúi đầu xuống nữa. Ai, trời ơi trời, đánh nhau suốt ngày. Mà thôi thôi từ từ, bình tĩnh. Bây giờ ba nói con nghe nè. Bây giờ nè, bé các con cho bạn này ở chung phòng với con được không? Tại vì bạn này gọi là không có nhà. Hả? Sao vậy? Chịu hay sao á? Sao lại không chịu? Nè ba nói con nghe nè, tội nghiệp bạn lắm. Bạn ha còn nhỏ thế này nè, mà bạn còn là con gái nữa. Bạn bị bỏ rơi á, rất là tội nghiệp bạn luôn. Bây giờ con cho bạn ở chung với con nha ha. Ủa, gì kỳ vậy? Sao không chịu? Chịu đi mà nha. Trời ơi, không chịu luôn bạn ơi. Trời ơi là trời, khổ thiệt chứ. Không chịu luôn mày, rồi xong buồn luôn rồi. Buồn luôn rồi bạn ơi. Con luôn, cái con buồn luôn, ấp mặt vào tường luôn. Trời ơi trời, không, buồn luôn. Không. Trời ơi. Bên đây cũng buồn luôn là sao? Bên đây cũng buồn lây vậy. Thôi được rồi. Bây giờ ba nói cho bé các con nghe nè. Bây giờ nè, mà cho bạn này ở chung phòng với con đi ha, cho bạn ở chung một thời gian đi, rồi ba sẽ xây một cái phòng khác cho bạn. Giờ ngoan đi, ba mua thêm đồ chơi cho, chịu không? Hả? Chịu không? Chịu đúng không? Trời ơi mấy bạn ơi, phải mua đồ chơi thì mới chịu bạn ơi, chứ không mua đồ chơi là không chịu. Trời ơi trời, đúng là mấy bé nam mà. Ok thôi được rồi, vậy từ nay nha, con sẽ làm anh hai nha, còn đây sẽ là em gái của con, chịu không? Hả? Chịu đúng không? Rồi ok. Ok, quyết định như thế bạn ơi. Vậy là từ nay nhà của mình đã có thêm hai bé nữa, chính là một bé cá con và một bé gọi là bé tên gì ta? Thì em bé thôi, chưa đặt thì mới khoan đặt thôi. Không, mình thấy em bé này nhìn khá là giống con cáo bạn ơi. Khá là giống hồ ly. À ok, bây giờ mình sẽ đặt tên cho em bé này là em bé hồ ly nha bạn nha. Bởi vì nhìn em bé này có một cái lỗ tai, có hình cái lỗ tai của một con hồ ly á, nhìn khá là dễ thương. Đấy, hồ ly nhìn cũng dễ thương mà đúng không? Giờ con chịu làm hồ ly không? Hả? Hả? Làm em bé hồ ly nha. Ok rồi. Ok. Và từ nay chúng ta đã có một gia đình có đầy đủ bé trai bé gái luôn. Trời ơi trời, quá dễ thương. Lơ nè, ăn đi mấy con ơi, ăn thịt nhiều vô nha, ăn nhiều vô để mau mập cho nhiều thịt để anh đem ra chợ bán nha mấy con. Nè, ăn nhiều vô, đúng rồi, ăn nhiều vô. Đấy. Mấy đứa ơi, ra ngoài chơi mấy đứa ơi. Ủa? Ồ, hello Sammy. Hello Phong, ủa con làm gì vậy? Trời ơi, tôi đang cho mấy con gà nó ăn nè, lại đây coi nè, lại đây nè. Đâu? Thấy không? Tôi ha, lần trước á, tôi mua có mấy quả trứng gà thôi, bây giờ tôi nuôi cho được nguyên một bầy gà to đùng luôn rồi, thấy không? Đó, ăn đi. Trời ơi, nuôi một quả trời gà vậy Phong, làm chi vậy? Trời ơi, bà không biết gì hết trơn á, mình nuôi gà nè, để mình là cho nó đẻ trứng, thấy không nè, có trứng này thấy không? Đó, quả trời trứng luôn. Mình sẽ lấy trứng của nó ha, xong mình đem ra ngoài chợ mình bán. Xong đầu mình sẽ lấy tiền mình mua sữa với mua tả cho gọi là bé cá con với là bé hồ ly, hiểu không? Ồ, Phong đúng là một người cha mẫu mực. Trời ơi trời, tôi mà. Trời ơi, tôi không thương hai đứa này thì ai thương đúng không? Trời ơi trời ơi. Rồi ok, từ từ để tôi xí, tôi lượm quả trứng ra. Ok, lượm trứng nào, quả gì trứng luôn. Chín quả luôn nè, nhiều quá trời đất luôn. À mà khoan, bé các con nè, ba hỏi nè, con thích ăn đùi gà không? Hả? Thích ăn đùi gà không? Thích đúng không? Ôi, thích quá trời, thích luôn. Rồi một tí nữa ba sẽ làm một gọi là một cái dĩa đùi gà con nha, chịu không? Chịu không? Chịu đúng không? Ok. Rồi, còn bé hồ ly sao? Bé hồ ly ơi. Ê. Ủa vậy sao tự nhiên nhìn chằm chằm mấy con gà ta? Quay, hồ ly. Hồ ly ơi. Con. Ờ, gì vậy? Quay hồ ly, hồ ly. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên nhìn chằm chằm quậy ta. Nè, chắc thích mấy con gà có gì đâu mà. Trời ơi là trời, cái gì mà nhìn chằm chằm mấy con gà vậy? Vậy con, thích ăn đùi gà không? Tí nữa ba làm đùi gà cho luôn. Hả? Hiểu không? Ủa gì mà sao lắc đầu, không thích hả? Thôi được rồi, thôi bây giờ Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, bây giờ bà dẫn hai đứa nhỏ vô trong nhà đi. Rồi tí nữa tôi làm đùi gà tôi đem đến cho. Chứ thôi ở ngoài đây trời gió lạnh á, cảm lạnh á nè, nhất là bé cá con nè, mặt có cái tả. Tí nữa lạnh, giờ đi vô nhà nhanh lên. Rồi thôi mấy đứa vào nhà chơi, mấy đứa ơi, vào nhà mấy đứa chơi nè, vào nhà nè. Vô nhà đi. Ủa ly, vô nhà đi con, đứng đây làm gì vậy? Trời ơi trời, vô nhà nhanh lên, vô nhà. Trời ơi lì quá à, kêu mà vô nhà không chịu vô nhà. Rồi ok bạn ơi, hey, tính ra nha là mình nuôi bầy gà này cũng được rất là lâu rồi bạn ơi. Vậy là bọn nó sắp lớn rồi, vậy là mình sắp có thể đem bọn nó ra chợ bán rồi. Trời ơi trời, hay vậy là có tiền để mua tả với mua sữa cho hai đứa nhỏ ấy bạn ơi. Thôi bây giờ mình đem trứng gà ở trong nhà để mình cất cái đã.
cất trứng gà trong nhà xong rồi mình sau đó mình ra cho mình nó ăn tiếp. Ok. Ủa giờ để đâu vậy ta? Chết rồi, mình quên mua cái giỏ đựng trứng gà rồi. Thôi mình cứ để tạm ở đây đi. 1 quả, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 quả trứng gà luôn các bạn ơi. Quá trời nhiều. Ok. Lơ đem lúa xuống cho gà ăn tiếp thôi. Lơ. Ủa gì kì vậy? Ủa, cái gì sao điên? Mấy con gà của mình chết hết trơn rồi. Ủa, mấy bạn ơi, rõ ràng là hồi nãy mình nhớ là mấy con gà mình vẫn còn sống mà sao tiên bây giờ bọn nó chết hết trơn các bạn. Cái gì kỳ vậy? Trời, gà của tôi, trời ơi, gà của tôi bây giờ chỉ còn lại được mấy cọng lông với lại mấy con thịt gà thôi. Trời ơi trời, công sức của tôi nuôi bấy lâu nay. Trời ơi trời, chẳng lẽ nhà mình có trộm hết á? Ủa mà khoan, không đúng. Nếu như mà có ăn trộm á thì nó giết gà xong rồi nó phải gọi là đem hết thịt gà nó đem đi trốn luôn chứ. Sao tự nhiên thịt gà vẫn còn ở đây? Trời, vậy không phải là ăn trộm bạn ơi. Ủa vậy rốt cuộc là ai, cái gì kỳ vậy? Mà khoan từ, thấy cái đầu của ai lấp ló bên kia ta? Ủa, ủa ai vậy? Ủa hồ ly, con làm gì bên đó vậy? Tự nhiên không vô nhà đi, đứng ngoài đó làm gì vậy? Hả? Trời trời, đi vô nhà đi chứ đứng đây làm gì? Ôi, quay, trời trời, gì mà chạy đi mất tiêu rồi? Ủa, cái gì kỳ vậy ta? Tự nhiên hay không chịu trong nhà đi, đi chạy ra ngoài đây làm gì ta? Ê, nhưng mà bầy gà của mình bị giết hết trơn các bạn ơi, buồn quá. Trời trời, mấy con gà tôi. Trời ơi, rồi xong nó biến mất hết trơn, tôi không còn miếng thịt nào luôn các bạn ơi. Ủa khoan, hồ ly làm gì ngoài đó ta? Sao tự nhiên đứng ngoài đó trời? Ôi, chắc không sao đâu, chắc không cần quan tâm đâu nhưng mà. Ê, trời ơi trời, còn có mấy quả trứng gà. Thôi, chắc chờ mình đem mấy quả trứng gà mình ra mình úp cho nó thành nguyên lại bầy gà giống hồi nãy nữa quá. Trời ơi trời, may mà còn 9 quả trứng á, khổ thiệt chứ. Không biết ai ép chân thức đức dữ rồi trời. Ê, trời ơi, cuối cùng cũng làm bài tập xong rồi mấy bạn ơi. Ok, hey, nguyên một ngày hôm nay bạn mình có rất là nhiều bài tập luôn. Nhưng mà thôi, cũng may là mình cũng đã hoàn thành xong rồi. Mấy bạn nhỏ nhớ nè, bài tập mà thầy cô giao về nhà là nhớ là phải hoàn thành xong rồi mới được gọi là coi tivi, mới được chơi game nha mấy bạn. Cái gì thì cái, nhưng mà việc học vẫn là phải là luôn là quan trọng nhất nha các bạn nha. Ok. Thôi bây giờ chắc là mình làm bài tập xong rồi, chắc mình sẽ mở tivi lên xem có gì vui không ta. Bật tivi lên xem coi. Tin khẩn cấp: một con SCP cáo chín đuôi vừa mới vượt ngục khỏi phòng thí nghiệm. Đây là một con SCP cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể thôi miên con người và hãm hại họ. Đề nghị mọi người không ra khỏi nhà và báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức nếu như mọi người nhìn thấy con SCP này. Hả? Cái gì cơ? Em bé hồ ly cáo chín đuôi. Trời ơi trời. Trời các bạn ơi. Vậy có nghĩa là cái em bé hồi sáng nay mình nhận nuôi, có khi nào nó chính là hồ ly cáo chín đuôi không các bạn? Nó đã thôi miên mình và Sammy, và bọn mình đã nhìn thấy nó là em bé, nhưng thật ra nó chính là hồ ly cáo chín đuôi. Ôi trời ơi, vậy là không được rồi. Khoan từ, hình như là nó đang ở trong nhà với lại là Sam và cá con. Trời trời, vậy có nghĩa là Sammy và bé cá con có thể gặp nguy hiểm. Nó sẽ ăn thịt Sammy và bé cá con sao? Ôi trời, không được rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình phải qua bên nhà Sam, mình giải cứu Sam với lại bé cá con mới được. Ê, không ổn rồi. Trời ơi là trời, khổ thiệt chứ. Cá con ơi, Sam ơi, tôi tới đây.